Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh cá nhân của Hoàng Anh. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, anh chị đừng quên ấn nút like cũng như subscribe để nhận những video mới nhất từ tôi. Và ở video này thì tôi sẽ giúp anh chị hiểu rõ pháp lý các dự án shop house của Vinhome. Đầu tiên chúng ta phân loại shop house của Vinhome chia làm 3 loại. Thứ nhất đó là loại shop house khối đế các tòa chung cư ạ. Thứ hai là shop house biệt thự liền kề. Và thứ ba là shop house thương mại dịch vụ ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng loại. Cái loại đầu tiên là loại shop house khối đế chung cư. Đó là cái mặt bằng kinh doanh của tầng 1 hoặc là tầng 2 ở các tòa căn hộ chung cư anh chị đã thấy. Như thể là Vinhome Green Bay, Vinhome Gardenia, Vinhome Time City, Vinhome Royal City vân vân. Cái này thì sổ đỏ 50 năm ạ. Ở đây là shop house khối đế của Park Hill ạ. Ở đây là shop house tầng 1 của Vinhome Ocean Park. Còn đây là của Vinhome Smart City. Cái loại thứ hai đó là shop house biệt thự liền kề với pháp lý là sổ đỏ lâu dài. Đó chính là các dãy shop house nhà phố liền kề ở mặt đường lớn ở các đô thị thấp tầng như thể là Vinhome Thăng Long này, Vinhome Green Bay này, Vinhome Gardenia vân vân. Đây là shop house The Botanica của Vinhome Mỹ Đình ạ. Ở đây thì có các cái dãy lô màu vàng chính là cái shop house sổ đỏ lâu dài đó ạ. Đây là flycam thực tế. Rất xin phép bạn Ngọc PV, mình đã sử dụng 15 giây video này tại vì dịch mình không đi quay thực tế được. Khu shop house này thì mở bán vào Tết Dương năm 2016 ạ. Còn tiếp theo đây là mặt bằng của Vinhome Thăng Long, Nam An Khánh. Đây là hình ảnh thực tế hai dãy shop house sổ đỏ lâu dài ở trung tâm của dự án. Và cuối cùng loại thứ ba đó là loại shop house thương mại dịch vụ với pháp lý là sổ đỏ 50 năm. Đây chính là các dãy shop house nhà phố liền kề ở các lô đất thương mại dịch vụ. Trên bản đồ thì có ký hiệu là màu hồng đó, ký hiệu là thương mại dịch vụ ở các dự án như Vinhome Ocean Park này, Vinhome Smart City này. Đây là mặt bằng tổng thể của Vinhome Smart City ạ. Anh chị thấy các lô đất ký hiệu màu hồng đó. Và đây là ảnh thực tế của shop house thương mại dịch vụ ở Vườn Nhật Vinhome Smart City ạ. Và đây là shop house thương mại dịch vụ nội khu S2 của Smart City. Và đây là mặt bằng tổng thể của Vinhome Ocean Park, cũng chính là các ô đất màu hồng ký hiệu là thương mại dịch vụ đó. Ở bên Ocean Park thì tương đối nhiều cái loại hình shop house này, anh chị có thể thấy trên tổng mặt bằng. Thực tế thì về bản chất ấy, shop house sổ đỏ 50 năm hay sổ đỏ lâu dài ấy, nó không căn cứ vào thiết kế hay các yếu tố khác, mà nó phụ thuộc vào chính vào cái loại đất phát triển ạ. Vì thế thì chúng ta cần tìm hiểu cái loại đất shop house đó là loại đất gì. Theo điều 10 của luật đất đai năm 2013 quy định sẽ chia làm 3 nhóm đất. Thứ nhất đó là đất nông nghiệp, thứ hai là đất phi nông nghiệp và thứ ba là đất chưa sử dụng. Và chúng ta sẽ phải căn cứ vào từng loại đất này để xét đến cái thời hạn sử dụng của từng loại đất là bao nhiêu. Theo điều 125 của luật đất đai 2013 quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ổn định lâu dài với 12 nhóm đất. Và ở đây thì anh chị chú ý là cái nhóm đất thứ nhất đó là đất ở do hộ gia đình cá nhân sử dụng. Và nhóm đất thứ tư đó là đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được nhà nước giao có thời hạn hoặc là cho thuê. Cái điểm này là điểm hết sức quan trọng ạ. Theo điều 126 của luật đất đai năm 2013 quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng có thời hạn với các loại đất như anh chị thấy ở trên màn hình ấy. Ở đây thì tôi chú ý với anh chị ở mục 3 là thời hạn giao đất cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, tổ chức cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì đều không quá 50 năm. Thì đây là lý do giải thích tại sao cái shop house đất thương mại dịch vụ ở Vinhome Smart City hay là Vinhome Ocean Park ấy, thì chỉ được cấp sổ đỏ 50 năm mà thôi. Còn đối với các dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm hoặc là dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội khó khăn đặc biệt, ví dụ như ở Phú Quốc ấy, thì có một số sản phẩm bất động sản của Sun Group là có sổ đỏ 70 năm đó. Có một số anh chị hỏi là cái shop house thương mại dịch vụ 50 năm này thì liệu sau 50 năm có mất không? Thì thực tế tôi trả lời là gì ạ? Không mất ạ. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được nhà nước xem xét gia hạn sử dụng, nhưng không quá thời hạn tại một quy định này, tức là gì ạ? Tức là mỗi lần hết 50 năm anh chị gia hạn một lần, đóng thuế sử dụng đất giảm một lần, nhưng mà mỗi lần gia hạn sẽ không quá 50 năm.
Còn về bản chất là anh chị sau mấy năm anh chị không mất cái bất động sản đó, để anh chị có thể yên tâm khi mua cái shophouse thương mại dịch vụ. Tổng kết lại thì shophouse khu đế căn hộ chung cư ấy thì anh chị được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu là sổ đỏ 50 năm. Shophouse biệt thự liền kề đất ở thì anh chị được cấp sổ đỏ lâu dài, và shophouse thương mại dịch vụ đất thương mại dịch vụ thì anh chị được cấp sổ đỏ 50 năm. Vậy thì tại sao cái shophouse khu đế căn hộ chung cư đất ở đô thị lại được chỉ được cấp 50 năm? Thì căn cứ vào theo quy định tại điều 43 luật đầu tư năm 2014, khoản 3 điều 126 luật đất đai năm 2013, thì dự án xây dựng đầu tư nhà ở thương mại kinh doanh dịch vụ kết hợp để ở ngoài khu kinh tế thì thường có thời hạn 50 năm. Trong trường hợp khi người Việt Nam chúng ta mua nhận chuyển nhượng phần shop house này thuộc chung cư được xây dựng theo dự án kinh doanh nhà ở thì chúng ta vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và công trình gắn liền với đất. Tuy nhiên, do có mục đích kinh doanh thương mại dịch vụ nên phần công trình này sẽ không được xác định với mục đích lâu dài như đối với người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất, mà chỉ được quyền sở hữu công trình, quyền sử dụng đất theo thời hạn giao đất cho chủ tư theo thời hạn thực hiện dự án, đó chính là 50 năm. Đó là lý do tại sao cái shophouse khu đế là chỉ được cấp sổ đỏ 50 năm, để anh chị rõ. Video của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video. Nếu còn bất kỳ thắc mắc hay điều gì chưa rõ, vui lòng để lại comment. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.